Bóc bể nhanh mấy bộ. Đứng lên, đó trả lời. Câu trả lời của em là thẳng như ruột ngựa. Yeah. Ruột để ngoài ra. Từ 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 từ. Từ từ, anh phải giả vờ đoán một tí. Ê, ê. Rồi rồi. Ờ, các bạn đẩy đây. Ruột để ngoài ra, ruột để ngoài ra. Câu trả lời của em là ruột để ngoài da. Yeah, một nào. Tập trung này, tập trung này, tập trung này. Tại, tại, bốn chữ, bốn chữ. Đùi. Quay sang đây miêu tả thế nào? Quay, quay, quay. Tai nè, bóp tai, bóp tai. Đùi. 5 giây. Nghĩ tay mày, nghĩ tay mày. Lấy, nghĩ tay mày. Bóp. Hết giờ. Câu trả lời của em là chân yếu tay mềm. Yeah, một đáp là đúng. Ba mươi giây bắt đầu. Xuất sắc chưa? Cầu thủ chúng ta nhanh vậy. Sorry nha. Đáp án của em là gì? Rất là cân bằng. Lật gì ta? Lật gì ta? 15 giây. Đội chơi là kích, trả lời cung mấy từ. Nhanh. Câu hỏi của em là lên voi xuống chó. Yeah, đó là một câu trả lời đúng. Cái này còn căng thẳng đang thi đấu nữa. Thấy không? 6 chữ. Những cảm xúc vỡ òa, sự thăng hoa khi được chứng kiến trực tiếp những trận bóng kinh điển. Và với người dân Đà Nẵng thì năm 2016 càng là một năm đặc biệt khi danh hiệu nhà vô địch mùa đầu tiên của VBA gọi tên Đà Nẵng Dragons. Nhưng vinh quang đó chưa một lần lặp lại. 4 năm của những tiếc nuối, quyết tâm, nỗ lực, nhưng thần may mắn vẫn chưa mỉm cười. Trước khi mùa giải VBA 2020 bắt đầu, tin vui đến với Đà Nẵng Dragon khi họ chào đón sự trở lại của Chris Dyker và Nguyễn Hoàng Tuấn. Không chỉ vậy, trong ngày draft day sau 3 lượt pick, thuyền trưởng của Đà Nẵng Dragon đã thành công đưa về đội của mình 3 cầu thủ dày dặn kinh nghiệm thi đấu VBA và đẳng cấp, đó là Huỳnh Thanh Tâm, Đỗ Xuân Nam và Tăng Minh Trí. Nhưng con sóng lập tức ập đến với con tàu đang trên đà tăng tốc khi Tăng Minh Trí và Đỗ Xuân Nam quyết định không tham gia VBA 2020. Liên tục những khó khăn đã bủa vây những chú rồng. Tháng 7 2020, dịch Covid-19 bùng phát trở lại, Đà Nẵng trở thành tâm dịch, mọi hoạt động đóng băng. Tuân thủ quy định giãn cách xã hội, các cầu thủ không thể ra ngoài luyện tập duy trì phong độ. Việc tập trung luyện tập của toàn đội cũng phải tạm hoãn. Nhưng với những chú rồng thì thời điểm này còn quá sớm cho sự nản chí. Toàn đội vào thành phố Hồ Chí Minh và đem theo những quyết tâm, niềm tin và sự động viên của gia đình, người hâm mộ. Đúng như câu khẩu hiệu mà mỗi thành viên của đội mang trên mình khi ra sân Together Stronger. Năm nay, đội được đánh giá đã chuẩn bị một đội hình với những thành viên tâm huyết và chuyên nghiệp. Thực ra mà nói thì đội cũng không có biết hôm nay anh ra đón đâu. Chỉ biết là bên đại diện VBA ra đón đội thôi. Thực ra mấy năm trước đúng giờ thời điểm này thì cũng anh là cái người ngồi trên máy bay đi ra đó thì mọi người đón anh. Mình là một người anh, một thầy thầy thì mình muốn làm cái gì đó cho các em nó. Trong những tháng vừa rồi thì em biết rồi, nó bị cách ly, giãn cách xã hội thì tâm lý của các cầu thủ nó cũng sẽ bí bách, bất ổn. Cho nên anh muốn mọi người đi vào sớm để làm quen lại cái nhịp mà cuộc sống bình thường. Đó, rồi sau đó bắt đầu vào tập luyện. Còn những cái nơi như là Anh Hùng ở Thanh Hóa hoặc là Sơn Minh Tâm ở Sóc Trăng thì sẽ vào hội quân vào ngày khoảng 20.
cái là vào trước hai ba ngày đó để làm quen thoải mái rồi sau bắt đầu qua tập luyện của đội. Đầu tiên đó là người thuyền trưởng của đội Đà Nẵng Dragon có thể tự hào về một người con miền Trung dành nhiều tâm huyết xây dựng nền bóng rổ giải đất miền Trung nói chung và vùng sông Hàn nói riêng. Đà Nẵng Dragon là đội bóng chuyên nghiệp duy nhất của giải đấu có thuyền trưởng là huấn luyện viên người Việt. Ngay từ năm 2019, khi trở thành thuyền trưởng của Đà Nẵng Dragon, huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh ngay lập tức đã tạo được những dấu ấn đặc biệt. Sau khoảng thời gian dài dưới sự huấn luyện nghiêm khắc và tận tình của huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh, lứa cầu thủ trẻ được dự đoán sẽ có màn ra mắt tại mùa giải này. Với bề dày kinh nghiệm của một cựu cầu thủ bóng rổ, sau đó trở thành huấn luyện viên dẫn dắt đội bóng Showtime, rồi đến vị trí huấn luyện viên phó của Sài Gòn Heat, cho đến vai trò trợ lý huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia. Nghiêm khắc trên sân, nhưng rời sân thì lại trở thành một người thầy luôn quan tâm chăm sóc cho những học trò từ những điều nhỏ nhất. Với những học trò lần đầu xa nhà thi đấu, người thầy còn đặc biệt. À, Bắp với Bảo xa nhà thì chắc chắn là bố mẹ cũng sẽ rất là lo lắng về sức khỏe, không biết là con của mình ăn uống như thế nào, tập luyện ra sao. Thì cái đôi vớ này, Cảnh cũng gửi rất là nhiều tâm tư tình cảm vào đó. Nếu như không mang tập luyện, các bạn mang buổi tối ngủ thì nó cũng ấm áp hơn, nó tốt cho sức khỏe của các em. Mong muốn là cái mùa giải này các bạn có những cái trải nghiệm và thi đấu thăng hoa hơn cùng đội bóng Đà Nẵng Dragon. Thôi được, hai đứa ấy nha, nghỉ ngơi đi. Rồi nghỉ ngơi, sắp set up nghỉ ngơi rồi rồi xuống ăn cơm nước. Rồi chuẩn bị đồ đạc hết rồi. Còn mấy phút nữa có đồ ăn gì chị? 15 phút không? 15 phút. Mình giờ mình làm. Chỉ làm nóng lại thôi. Dạ ok. Trời ơi, mở ra bác sẽ thấy bất ngờ. Cái gì đây đi coi? Wow. Về đi chụp kết cảnh rồi. Có cảnh. Nhân tặng bà áo. Chúc em có một mùa giải thành công cùng đội. Màu gì á? Màu gì? Hiếm. Anh màu này. Cảnh cho em cảnh cho em. Ồ, quá xinh luôn. Stop in cờ đồ. Thân tặng Bắp. Chúc em có một mùa giải thành công. Trời ơi, lời gắm. Cùng đội nữa chứ. Không có cùng đội hả? Một mùa giải thành công. Tao có cùng đội. Cảm ơn Cốt Cảnh. Cảm ơn Cốt Cảnh. Cảm ơn Cốt Cảnh. Quá ngờ, quá ngờ. Không ngờ thầy đã ra sân đón rồi, thầy còn chuẩn bị quà cho tụi em nữa. Nên rất là khá là bất ngờ với thầy. Thầy là khi thầy đến Đà Nẵng thì thầy thực sự là đem ra một đàn gió mới. Em rất cảm ơn thầy đã đến vùng đất Đà Nẵng ở miền Trung này để phát triển bóng rổ. Con biết có Tuấn tính canh chua. Ồ, canh chua. Cặp trước canh chua luôn à. Quá tâm lý luôn. Đây là trứng là con Bắp, con trứng Bắp. Còn cái phần này là có Tuấn đem vô chỗ bà đúng không? Chỗ bà. Mọi người cứ ăn uống vui vẻ. Chào mừng hai sinh viên năm nhất vô Sài Gòn lần đầu tiên. Bắp với lại Bảo. Vô. Năm nay là hy vọng Đà Nẵng sẽ lên hương. Giật gốc. Mọi người ăn đi. Mời cả nhà nha. Rồi, mời cả nhà. Huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh luôn gây ấn tượng với những người đã từng có dịp làm việc cùng anh bởi sự nghiêm túc, trách nhiệm, đam mê với bóng rổ, đặc biệt là những tâm huyết mà anh dành cho mục tiêu phát triển bóng rổ trẻ nước nhà. Thì sau bao ngày giãn cách xã hội, họ không được tập trung với bóng, không tiếp xúc với bóng, không có gặp ai. Đây là buổi đầu tiên hội quân thì gặp được bạn bè, đồng đội, anh em thì tinh thần của mọi người cũng rất là phấn chấn và tập luyện rất là hăng say. Tất cả mọi thành viên của đội bóng đều phục vụ cho đội bóng, chứ không một cá nhân nào được xem là mình là ngôi sao, mình phải được ứng xử, mình phải được đối xử như thế này, được đối xử như kia. Tất cả thành viên của đội thì ai cũng đến đây vì mục đích là phục vụ cho đội bóng, phục vụ một cái chung, cho nên là tất cả mọi người phải được đối xử một cách bình đẳng với nhau. Mục tiêu cao nhất của đội là phải vào trận chung kết và chiến đấu cho đến cái ngày cuối cùng của VBA. Nói chung là buổi tập đầu tiên thì mình thấy mọi người rất là vui vẻ với nhau, ý là rất là sung, rất là nhiệt huyết. Thì cũng một vì là mọi người mới gặp nhau lần đầu nên là ý là muốn tạo một sự gắn kết. Và buổi tập này thì mình thấy các bạn thì cũng
ok, tại vì đã vô tới đây rồi, mình đã cũng còn có cỡ 2 tuần hoặc là 3 tuần nữa là chuẩn bị vô mùa giải mới rồi, nên ở đây cũng sẽ cố gắng để tập luyện tốt hơn để có thể là được cái sắp tới sắp sửa được có một cái mùa giải tốt. Tạo mọi cơ hội cho những tài năng trẻ, nhưng huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh cũng đặc biệt tin dùng những lão tướng. Người đầu tiên phải nhắc đến đó là lão tướng Triệu Hán Minh. Ở tuổi 33, người ta ai cũng nghĩ đó là lúc bắt đầu bước qua bên kia sườn dốc đối với vận động viên chuyên nghiệp. Nhưng với Triệu Hán Minh thì khát khao chiến thắng chưa bao giờ dừng lại. Nói đến lão tướng của Đà Nẵng Dragon, thật thiếu sót nếu không nhắc đến độc cô cầu bại Nguyễn Văn Hùng. 27 tuổi, giữa lúc đỉnh cao phong độ, người hâm mộ thể thao không khỏi bất ngờ khi thấy Nguyễn Văn Hùng xuất hiện trong màu áo của một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Trước khi đến với trái bóng cam, Nguyễn Văn Hùng đã là một cái tên lừng lẫy trong làng thể thao nước nhà, nhưng lại ở bộ môn Taekwondo. Với chiến tích 5 lần giải huy chương vàng SEA Games, đồng thời là võ sĩ Việt Nam duy nhất 2 lần giành suất tham dự Olympic và lọt vào tứ kết. Bước sang tứ tuần, nhưng tuổi tác chưa bao giờ đủ sức cản trở cho niềm đam mê. Gừng càng già càng cay là câu nói chính xác dành cho lão tướng này. Cái duyên nào lại chuyển anh từ Taekwondo xong rồi chơi thêm môn thể thao là bóng rổ. Vào các buổi chiều thứ bảy và chủ nhật đó là bọn anh được chơi bóng rổ để mà giống như là tập Taekwondo nhiều quá đấy. Dạ. Chơi cũng bóng rổ để mà một cách gọi là stress cho có vận động viên. Dạ. Và cũng là một môn nâng cao thể lực. Bởi vì thực ra môn bóng rổ, nếu như trong các môn thể thao thì môn bóng rổ là môn phát triển toàn diện nhất. Anh đam mê từ đó thì mình cứ theo đam mê, và đến bây giờ anh vẫn là theo đam mê. Dạ. Đấy, và công việc chính của anh vẫn là huấn luyện Taekwondo. Dạ. Bởi vì thực ra là Taekwondo nó ăn vào máu anh nhỉ. Vâng. Thực ra là như tuổi anh thì cũng có thể là không nên chơi nữa, hoặc là có thể là nghỉ cho gọi là cái lớp trẻ. Nhưng mà riêng quan điểm của anh là chơi được thì cứ chơi. Vâng. Chơi thể thao nó phải có cái máu đâu. Đúng rồi. Máu, sự nhiệt huyết, sự đam mê. Và thể thao bây giờ phải xác định đó là cái nghề. Dạ. Nếu như không xác định là cái nghề thì rất là khó. Đời vận động viên đấy, cái nỗi khổ nhất của người ta là chấn thương. Dạ. Năm nay là năm thứ ba anh Hùng bước chân vào cái VBA. Sau khi anh ấy nhận được một cái lời mời từ phía Đà Nẵng và nhận được quyết định đi thi đấu cho đội, thì về thì thực ra mình không bất ngờ nhiều, nhưng mà mình rất là vui vì anh vẫn được tín nhiệm, được một đội bóng lớn lựa chọn như vậy. Và anh đi thi đấu thì đúng là thỏa một cái niềm đam mê của anh, và mình rất là ủng hộ cái việc đấy. Tuy nhiên thì bên cạnh cái niềm vui, sự ủng hộ dành cho chồng, thì đó là làm cái cảm cái sự lo lắng. Vậy nên là mỗi lần mà ra sân thì cái tự tin về chồng thì vẫn có, nhưng mà sự lo lắng là không khỏi. Bởi vì cái khả năng mà nếu mà anh gặp chấn thương thì nó quay trở lại phục hồi như các bạn trẻ đó là rất là khó khăn. Vậy nên là mỗi trận đấu thì mẹ con cùng xem, nhưng mà cái sự lo lắng thì nó nhiều hơn là như thế. Và chỉ mong là ngoài thắng thì anh còn được an toàn. Có lúc nào chị lo quá mà chị không ủng hộ đam mê của anh và bảo anh phải dừng chơi thể thao không? Thực ra là anh chỉ có cái thú vui là thể thao thôi. Dạ. Thế thà là anh có thêm cái thú vui là cờ bạc hay lô đề hay là cái gì khác nữa thì lại anh bỏ cha thể thao rồi. Nhưng mà vợ anh thấy là anh đam mê thể thao, anh cô em rất ủng hộ. Bản thân mình bây giờ là người còn đàn ông có gia đình. Vâng. Có những đứa con thì dạ, mình phải hy sinh cái sự gọi là hy sinh cái cảnh xa gia đình. Dạ. Là không quan tâm được đến gia đình nhiều, không đưa, không đón con, không chăm chút gia đình được. Dạ. Đấy cũng là một cái rất mất mát quãng thời gian, kể cả như Hùng lấy vợ, Hùng lập gia đình 8-9 năm nay rồi. Hùng xa vợ xa con khá nhiều. Dạ. Kể cả những ngày vợ đẻ Hùng không có mặt. Wow. Đấy, ví dụ anh có thằng con trai rất là sợ anh. Dạ. Thế là mẹ gọi cho anh, báo cho anh là mấy giờ là ông ta ôm điện thoại, là anh phải gọi về, anh gọi về thao phải quát cho phát thì anh ta lại không giờ dùng nữa rồi. Dạ. Vân vân, hay là có những cái đó, thì nó có nghĩa là mọi thứ nó còn tốt hơn.
À, gia đình nhà anh. Anh có thể quen không? Đúng rồi, nhà anh. Dạ. Yeah. Thì có đi coi coi bố thi đấu trên TV không? Có vài lần tại đền này cho thêm, cho mua xe nữa. Cho gọi hàng, cho học mà bố cháu biết. Lúc mà bố mình sẽ làm, anh gọi bố mới nghe đấy, đúng không? Bố thích ăn kẹo cao su. Anh bây giờ bố kẹo cao su sắc màu. Nhưng mà chú quay xong đi mẹ phải mua kẹo dẻo cho con nhá. Hứa là 10 gói chip chip nhá. Rồi, xong, quay cho em con đi. Thì nãy giờ con, người ta hỏi con bao nhiêu lời con mọi người. Chồng ơi, mùa giải thì cũng đã bắt đầu rồi. Đi xa thì chồng yên tâm, ở nhà con thì đã có vợ lo. Cố gắng giữ sức khỏe, ngủ sớm và ăn uống đầy đủ, thi đấu, chiến thắng và đem hết niềm đam mê, nhiệt huyết của mình đến với giải đấu. Dù thắng hay thua thì vợ vẫn tin ở chồng. Bố ơi, bố nhớ chiến thắng nhá. Về bố nhớ một quà cho con nhá. Một quà cả cho em nữa nhá. Quá tuyệt vời em ạ. Dạ. Oh. Oh. Anh đây. Bố thật yêu con. Bố yêu con. Nhớ bố không? Anh thật chị. Bố chua. Anh đem tầm không? Bố tầm điện không? Ừ, bố chua. Nhớ bố ạ. Ôi, ôi đúng rồi. Hả? Vì sao đi vào đây cô hả? Thôi không khóc. Nín lắm. Sau những trận thi đấu thì huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh luôn tạo những khoảng thời gian thư giãn và kết nối giữa các cầu thủ. Thường thì tôi nghĩ là chắc có lẽ là sáng nay các bạn sẽ dậy hơi trễ. Dạ. Nhưng mà không biết sao tinh thần sáng nay các bạn dậy rất là sớm. Dạ. Chắc là sắp biết là ngày mai gặp các chị em xinh đẹp cho nên chắc các em dậy hơi trễ. Dậy hơi sớm. Có luôn. Tinh thần hôm nay thì cảm thấy là mọi người cũng rất là hợp tác. Và nói chung các bạn biết rồi, bóng rổ là môn đồng đội cho nên cần sự kết nối của các bạn rất là nhiều. Nhưng mà bên cạnh thì anh thấy là ai cũng mang giày đẹp mà có mình bạn Hiển là mang dép là thấy không được. Đó em. Mình với tinh thần là tập luyện hết mình và chơi cũng hết mình. Mình cũng khuyến khích các em mới chơi những cái trò chơi bên ngoài sân bóng để giao lưu và kết nối nhiều hơn, sẽ hiểu nhau nhiều hơn thì sẽ thi đấu tốt hơn. Trò chơi đầu tiên, một thành viên nhìn đáp án, sau đó sử dụng ngôn ngữ hình thể gợi ý cho đồng đội. Một thành viên sẽ trượt skate đến vị trí select và bóp bể bóng bay để trả lời. Sau 30 giây, nếu không đưa ra được đáp án thì quyền trả lời sẽ thuộc về đội còn lại. Mỗi đội sẽ có 5 lượt gợi ý và trả lời. Trong trò chơi này, liệu họ sẽ hiểu nhau bao nhiêu? Để chân lên sẵn đi. Quay qua đây nè. Quay qua đây nè. Thẳng, nhìn thẳng, bụng, chạy, nhảy hả? Được, mấy chữ. Bốn. Mấy chữ gì, không còn chữ gì. Giơ tay, bên kia hỏng rồi, bên kia không nghĩa đâu. Giống như cục lựa. Giống như cục kìa. Bóc bể nhanh mấy bộ. Đứng lên, đó trả lời. Câu trả lời của em là thẳng như gục ngựa. Yeah. Ruột để ngoài ra. Từ anh phải sạc vừa đoán một tí. Ê. Rồi. Ô cái này đẩy đây. Ruột để ngoài ra. Câu trả lời của em là đồ kể ngoài da. Yeah, 1-0.
Tập trung này, tập trung này, tập trung này. Tại tại bốn chữ, bốn chữ. Đùi. Quay trong đây miêu tả thế nào? Quay quay quay. Tại nè, bóp tai, bóp tai. Đùi. 5 giây. Lấy cho đi tay mày. Hết giờ. Câu trả lời của em là chân yếu tay mềm. Yeah, một đáp án đúng. Ba mươi giây bắt đầu. Sao chắc chưa? Cầu thủ chúng ta nhanh vậy. Ôi. Đáp án của em là gì? Rất là cân bằng. Lập gì ta. 15 giây. Vừa chơi là cứ trả lời cung mấy từ. Nhanh. Câu hỏi của em là lên voi xuống chó. Yeah, đó là một câu trả lời đúng. Cái này còn căng thẳng đang thi đấu nữa. Thấy không? 6 chữ. Nhanh lên mọi người, nhanh lên. Ê, cái gì nói gì với miệng trời. Chạy, đại đi, thử 6 từ. Cố làm vua, chua làm giặc. Thử đi, xua rồi thôi. Rồi, bóp từ từ nào. Trả lời đi em. Câu báo em là thắng làm vua, thua làm giặc. Sự ăn ý của những cầu thủ trẻ đã giúp họ dẫn trước trong trò chơi đầu tiên. Nhưng có câu gừng càng già càng cay. Với trò chơi mặc quần không dùng tay, liệu những người anh có lật được thế cờ? Cố lên nào. Trời ơi, từ từ, nhanh lên. Cậu qua tưởng nhỏ, đúng rồi đó. Đúng. Đánh nào. Vô. Đó đứa nhỏ. Đứng lên. Đứng dậy. Chậm mày chân dài mà sao chậm vậy? Lẹ lên. Chân dài. Người ta thiếu rồi. Nhanh lên. Đúng rồi, hỗ trợ nhau được. Lại. Phía sau đây nè. Ơi. Xong rồi. Yeah. 3, 2, 1, hiệp 2 bắt đầu. Cố lên. Đi về kia. Nhìn lên mọi người ơi. Đúng rồi. Nè, kéo lên. Đừng phá bông vậy. Nằm xuống, thấy đúng rồi. Đúng rồi, banh ra. Bao lộ kia. Sao bên kia dùng tay? Lộ đây, cứ giơ chân lên là lộ đây. Sợ. Công lúc, nằm xuống. Đúng rồi, nằm xuống. Ừ, đó.
qua lần trước. Hay quá, hay quá, hay quá. Đúng rồi. Lần trước đúng rồi. Kéo lên, kéo lên. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, lại. Đi ra. Sao vô được? Anh đã xong đâu, anh đang tính cách mà. Anh chưa xong, anh đang tính cách. Tiếp, 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 tiếp. Ôi, biết xoạc không? Dính ngay cái khe đó rồi, sao lên được. Bây giờ làm sao mà vải săn cái quần á, chỗ kia. Em rồi. Nghĩ hip hop để quần tụt là đúng rồi anh ạ. Ờ đúng rồi, anh nghĩ là kiểu này là đúng style rồi. Xong rồi. Anh cởi giày ra giúp rồi, cởi. Nó quần bị kẹt không mọi người. Không lên được, không lên được. Đầu hàng, đầu hàng, đầu hàng, đầu hàng, đầu hàng. Không lên được. Không lên được nữa. Bên nào cao hơn về thắng. Ôi được rồi, chúng ta chấp nhận tỷ số hòa này, ok. Cảm ơn anh, quá rất là nhiều. Ngơ ngác và vui vẻ khi chơi game là vậy, nhưng khi bước vào trận đấu, họ lập tức trở lại là những bowler chuyên nghiệp. Bước vào mùa giải với tâm thế quyết tâm của toàn đội, từ lão tướng cho đến những tay ném trẻ. Nhưng không sai khi nói, Đà Nẵng Dragon là đội bóng chịu nhiều thiệt thòi nhất về khâu chuẩn bị của mùa giải. Đầu tiên vì dịch nên cầu thủ ngoại binh Darrell Wheeler đã không thể tập trung sớm cùng cả đội. Và để có được thêm thời gian tập luyện, Đà Nẵng Dragon đã chấp nhận lịch thi đấu trận đầu tiên trễ hơn. Và kéo theo đó là một lịch thi đấu dày đặc, 6 trận trong 12 ngày. Bước vào những trận đầu tiên, Đà Nẵng Dragon đã vượt qua các đối thủ với những màn thể hiện ấn tượng. Nhưng loạt trận diễn ra liên tục, thể lực dồi dào dường như trở thành một thứ xa xỉ với thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh. Giữa lúc đó, ngoại binh Darrell Wheeler gặp chấn thương. Bất đắc dĩ, đồng sông Hàn phải đổi ngựa chiến giữa dòng, cái tên được lựa chọn là Tyrell William. Tyrell là ngoại binh dự bị của VBA trong mùa giải này. Anh là một trung phong chiều cao siêu khủng. Với những gì Tyrell thể hiện trong các trận đấu thì rõ ràng thuyền trưởng của những chú rồng đã nhanh chóng giải được bài toán hóc búa khi đẩy lão tướng Nguyễn Văn Hùng lên chơi ở vị trí cao hơn. Nhưng một khó khăn nữa lại ập đến khi Chris Dyker, cầu thủ Việt Kiều trụ cột của dòng sông Hàn, bị dính 3 lỗi kỹ thuật trong 2 trận liên tiếp. Trong trận gặp Sài Gòn Heat, với những phản ứng mạnh mẽ với trọng tài, Chris đã bị phạt một lỗi kỹ thuật. Và đáng tiếc, trong trận gặp Hồ Chí Minh City Wings sau đó, Chris tiếp tục bị phạt thêm 2 lỗi kỹ thuật trong pha tranh chấp với Nguyễn Kỳ Quang. Hậu quả chí mạng đối với dòng sông Hàn đó là Chris sẽ bị cấm ra sân trong trận gặp Hà Nội Buffalo. Đây là trận cực quan trọng trong việc quyết định khả năng đi tiếp của đội. Với Đà Nẵng Dragon, Chris là một cầu thủ Việt Kiều đã gắn bó có vai trò quan trọng, luôn được huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh tin dùng. Bởi vị thuyền trưởng này còn đồng hành và trực tiếp quan sát những đóng góp của Chris Dyker trong việc đem về 2 chiếc huy chương đồng lịch sử của đội tuyển bóng rổ Việt Nam tại SEA Games 30. Nhưng giờ đây, tất cả phải tạm dừng lại khi Chris Dyker đăng tâm thư tuyên bố giải nghệ. Cái tên được đặt trọn niềm tin lúc này là Richard Nguyễn. Xuất sắc trong việc thể hiện nhiệm vụ trên sân, phối hợp cùng đồng đội tốt hơn những gì người hâm mộ mong đợi, đó là ấn tượng về Richard. Điều lúc này Đà Nẵng Dragon cần nhất chính là thời gian để thích nghi giữa toàn đội và 2 thành viên mới. Nhưng đáng tiếc, chỉ còn 2 trận cuối và thời gian đã không ủng hộ những chú rồng sông Hàn. Họ đã dừng lại mùa giải VBA 2020 trong đầy tiếc nuối. Không may mắn là đội năm nay dừng ở vị trí top 5 và không được đi sâu vào cái vòng sau của giải. Thì thể thao mà nó cũng phải có thắng có thua.
có được đội vào đi sau, đội không đi sau được. Thì sau đó là các thành viên của đội cũng phải di chuyển về địa phương để chuẩn bị cho một số giải của địa phương sắp tới. Hiện nay thì đội còn lại hai thành viên cũng sẽ di chuyển sớm, thì còn lại Taylor William sẽ di chuyển vào sáng mai. Tuy là Taylor William cũng mới đến với đội từ ngày 5 tháng 11 sau khi mà Miller bị chấn thương, nhưng mà cái tinh thần thi đấu của anh thì cũng rất là tốt, nhiệt huyết. Và tất nhiên rồi, khi mà đã đến với đội thì đội cũng xem nó là một thành viên của đội luôn, trong đại gia đình của Đà Nẵng Dragons. Thì ngày mai bạn về Mỹ, mình ở địa phương Đà Nẵng thì cũng muốn có món quà gì nó gắn liền với lại cái tên địa phương Đà Nẵng của mình. Hơi khó vì mình đang ở Hồ Chí Minh nên là cũng phải sử dụng một cái phương án là book khá là nhanh trên Tiki. Thì Tiki nó có bán trên nhiều địa phương mà nó giao hàng nhanh được. Alo, anh ở số 4 đường số 17 á, chỗ khách sạn Phương Thùy á. Rồi, anh mặc áo đen nha. Ở đây. Rồi, cho anh kiểm tra đi nha. Ok, đúng thông tin của anh. Anh thanh toán qua thẻ này nha. That's what we present for, man. The Nang Dragon. Yeah. Take a picture about that. Chắc chắn trong mùa giải sang năm, Rồng sẽ thực sự thức nhất với nguyên vẹn sức mạnh và đam mê vốn có của mình.